Với kỳ vọng sẽ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao, gắn với liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Trong những năm qua, tại tỉnh Kon Tum, việc thực hiện đề án cải tạo vườn tạp đã mang lại những hiệu quả tích cực, giúp cho người dân thay đổi tư duy, nhận thức, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trong sản xuất nông nghiệp, tạo động lực cho bà con vươn lên thoát nghèo. Xã Rờ Cơi có hơn 1.600 hộ, trong đó có hơn 1.450 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện đề án cải tạo vườn tạp kết hợp với các chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn xã hội hóa, từ năm 2023 đến nay, xã đã trồng gần 300 hecta cây ăn trái. Hiện, phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, được nhân dân và nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số tích cực hưởng ứng. Bây giờ là cấp xã tạo điều kiện cho bà con, vì bà con rất mừng, rất phấn khởi là vườn này mà biết còn cây sau này chắc lẽ hơn đây nữa, thì mong như vậy thôi. Ở trong cái xóm mừng đây thì nói chung họ trồng mình cũng tới là hướng dẫn cho họ trồng cái cách trồng, cách chăm, thì cũng có một số gia đình đang trồng, cũng có một số tương đối nó lên muốn trồng trong năm. Huyện biên giới Sa Thầy có gần 500 hecta đất vườn nhưng chưa khai thác hiệu quả tiềm năng. Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung ưu tiên lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, hỗ trợ giống cây trồng cho đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện cải tạo vườn tạp mang lại hiệu quả kinh tế. Từ khi triển khai từ 1 hecta thôi, bây giờ lên tới 100 hecta, bây giờ vẫn trên 100 hecta rồi nhưng vẫn đang thiếu, tức là bà con cái nhu cầu của bà con. Bây giờ là thấy đó là một cái phong trào và trào lưu của bà con, cái nhận thức để mà chuyển đổi cây cớm cây trồng, và trong đó là đặc biệt là cái cải tạo vườn tạp. Đối với hệ thống chính trị ở cơ sở thì cũng phát huy là già làng mới có uy tín, và đặc biệt là đối với hệ thống các đồng chí là thôn trưởng rồi bí thư chi bộ ở các thôn làng để mà triển khai các hiệu quả. Kon Tum xác định công tác cải tạo vườn tạp là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương luôn chú trọng tìm ra những cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, giúp người dân thực hiện cải tạo vườn tạp, thay đổi nếp nghĩ, vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương mình.